Thành Nam, Xuân Nguyệt, Trung Hà, Xuân Sáng dứt điểm rất đẹp mắt vào đây, đẳng cấp. Tình huống ghi bàn bàn chân không thuận của xã Percy. Rõ ràng những khoảng trống như vậy không nên xuất hiện, và xã Percy đã trừng phạt pha phòng ngự của Cường Quốc bằng một bàn thắng. Tình huống dứt điểm rất đẹp mắt, 1-0. Đến từ những người cũ của Thành Đồng, Hà Bèo hay Sáng Phương Sĩ, cả Hưng Sốp nữa. Cơ hội dành cho Sáng Phương Sĩ không thành công. Và quả thật đấy là đẳng cấp của xã Percy. Chỉ một sai lầm nhỏ đã khiến cho Cường Quốc phải chịu bàn thua thứ 3. Và một lần nữa thì cái tên quen thuộc được sướng lên lại là xã Percy. Tình huống bứt lên rất nhanh cho dứt điểm bằng chân trái của xã Percy. Và bấm bóng đầy đẳng cấp, 3-1 dành cho Hiệp Hòa và cú đúp của xã Percy. Họ sẽ rất muốn bảo vệ kết quả mà mình đã có được trong những phút trước đó. Sáng Percy, vẫn là Sáng Percy, đường chuyền và 4-1. Một lần nữa dấu ấn của Sáng Percy lại được đặt lên bàn thắng của Hiệp Hòa. Và đi bóng rất tốt và đường chuyền vào rất vừa tầm, để bóng đơn giản. Và ghi bàn của Phạm Thanh Hiếu rất đơn giản, và xã Percy đã làm gần như tất cả rồi. Sân thay cho người đồng đội bị chấn thương trước đó, cú đá rất căng. Phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, rất nguy hiểm, và tỷ số đã mở quá bất ngờ. Tỷ số đã mở dành cho Hiệp Hòa. Tôi vừa điểm đến những phút cuối cùng của hiệp 1 thì ngay lập tức Hiệp Hòa có được bàn thắng. Đó không phải là một tình huống phối hợp lớp làng bài bản như cái cách mà những người hâm mộ Hiệp Hòa mong chờ. Nó đến rất bất ngờ từ một pha bóng phản lưới nhà của cô cả. Quả đá biên khó chịu của Sáng Percy. Hội đá man, tỷ số đã đeo lên là 2-0. Và đợt rất đẹp mắt của cao thủ Hiệp Hòa. Và người lập công đó là Hưng Sâm. Đúng là các cầu thủ Coca đã chênh choáng sau bàn thua đầu tiên. Họ đã không thể giữ nổi sự tập trung ở trong tình huống này. Và phòng ngự quá hớ hình khi mà các cầu thủ Hiệp Hòa có tới 2 cầu thủ ở một cự ly tuyệt vời như thế này. Sốp có đầy đủ không gian, thời gian để nắn chỉnh cho một pha đặt bóng vừa vặn. Đặt cái bóng rất tốt và lại là phản công dành cho các cầu thủ Hiệp Hòa. Lại là đối mặt rất đông đây, và 4-0 dành cho cao thủ Hiệp Hòa. Quá dễ dàng. Pha lập công là của Sáng Percy. Đây là một ngày mà có lẽ là Hiếu Chuột chỉ thích kiến tạo, không muốn ghi bàn. Một hướng chơi bóng rất đồng đội. Và bên ngoài đường biên thì bầu Hiệp Minh đang có thể nói là cực kỳ hài lòng với màn trình diễn của cao thủ trên sân. Mặc dù đây cũng chưa phải là những gì tốt nhất mà Hiệp Hòa có thể thể hiện. Với đối thủ như là Coca thì ngày hôm nay họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với một thắng lợi đậm đà. Đó là Coca đã vỡ trận. Đã gần rất dễ dàng của cao thủ Hiệp Hòa và cũng đầy đồng đội. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.